Chương trình Một Tách Trà với Amin xin kính chào quý vị. Hân hạnh giới thiệu đến quý vị khách mời của chương trình hôm nay là Cindy Châu. Chào Cindy. Xin chào chị Amin và Cindy xin kính chào quý khán thính giả của Đài Sài Gòn TV. Thưa Cindy và thưa quý vị, chắc có lẽ là Amin cũng xin mời Cindy nói sơ sơ về những gì mà Cindy đã có những kinh nghiệm hoặc là trải nghiệm để giới thiệu Cindy với quý vị khán thính giả cho chính xác. Dạ, thì trong cái episode trước đó, Cindy có giới thiệu một đôi ít về mình rồi. Là cái background của Cindy là một dược sĩ. Nhưng vài năm gần đây đó, thì Cindy lại được training để trở thành một người life coach, là một người tư vấn về cuộc sống. Bây giờ thì Cindy chủ yếu là làm cái công việc chính của mình, là làm những cái giấy tờ và tư vấn cho những cái thủ tục pháp lý để mà cho những cái hãng thuốc hoặc là những cái medical device được chuẩn thuận cho FDA. Nhưng ngoài đó đó thì quý vị thấy là Cindy còn có một cái công việc mà cũng không phải là gọi là công việc, vì đây là cái đam mê của Cindy, mà có lẽ đây là cái con đường mà nó chọn Cindy chứ Cindy không chọn nó. Là hiện tại Cindy lại dành cái phần nhiều thời gian của mình để mà lên show, để mà tư vấn, để mà trợ giúp cho những cái quý vị nào đang gặp những cái khó khăn về chính bản thân mình hoặc là trong những cái mối quan hệ. Thì Cindy sẽ cố gắng hết sức để mà chia sẻ cái kiến thức hoặc là cho góp ý với một cái trách nhiệm của một người life coach. Nhưng mà Cindy không phải là một người therapist, không phải là một bác sĩ tâm lý, cho nên có những cái vấn đề Cindy cảm thấy là nó cần cái việc này, cái người này phải cần gặp một người therapist, thì Cindy sẽ giới thiệu họ qua những cái người chuyên về cái lĩnh vực này. Thì cái của Cindy bây giờ đó thì nó giống như là mình phát triển đủ mọi cái phương diện của cuộc sống mình. Cindy cảm thấy là mình có một cuộc sống rất là đầy màu sắc, vừa được làm cái công việc mình yêu thích, lại vừa được đi cái con đường mà nó mang cho mình nhiều cái hạnh phúc, lại được phát triển về cái mặt tâm linh của mình. Thì có thể nói là hiện tại thì Cindy nói là làm việc, nhưng không phải là làm việc mà là sống đúng với lại cái con đường mà nó đã chọn cho mình như vậy. Cảm ơn Cindy rất nhiều. Và thưa quý vị, những gì mà Cindy nói sơ lược về Cindy, và một điều nữa Amin xin nhấn mạnh để quý vị biết rằng cái công việc mà đã chọn Cindy đó là công việc mà chúng ta thường gọi là thiện nguyện. Tức là Cindy hoàn toàn làm với một cái tinh thần là giúp đỡ mọi người, chứ không phải như quý vị sợ rằng là nói chuyện thì sẽ bị phải trả những cái phí cho những người tư vấn. Thì Cindy hoàn toàn bỏ hết công sức, những cái gì kiến thức mà cái công việc đã chọn Cindy, để Cindy giúp đỡ cho tất cả chúng ta cùng nhau giải tỏa những cái điều gì mà còn gọi là bức rứt, hoặc là những cái điều gì chúng ta chưa rõ ở trong cuộc sống chúng ta. Cảm ơn Cindy rất là nhiều. Và thưa quý vị, chúng ta cũng biết rằng là tuy là Cindy là người của thế hệ sau, nhưng Amin nghĩ lại ở cái tuổi của Cindy như thế này, thì ngày xưa đó chúng ta đó mà 30 trở lên hay 30 mấy 40 là chúng ta đã trưởng thành, chắc chắn là phải trưởng thành vì cũng có mái gia đình, còn nếu không có thì cũng có một cái sự nghiệp và ổn định. Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng là tự vì nhìn Amin lớn tuổi, cái nhìn qua cô này trẻ, cái quý vị nói là ô cô này còn bé quá, cô biết gì. Nhưng mà thưa quý vị, Amin phải học hỏi ở thế hệ sau, bởi vì thế hệ sau họ thích ứng với môi trường hiện tại và họ thích ứng với cuộc sống khoa học kỹ thuật. Chính cái điều mà chúng ta càng ở một cái thế hệ lớn hơn, nhiều tuổi hơn, chúng ta phải lắng nghe và học hỏi. Đối với Amin, hỏi đi đôi với học. Và bất cứ đề tài gì, quý vị đừng nghĩ là cô này tuổi trẻ sợ không rành. Không, thưa quý vị, con người đó khi mà cái trí tuệ được hiểu biết, gọi là mình được khai sáng, mình khám phá điều gì đó, thì đôi khi dù đầu đã bạc, nó không phải là dấu hiệu của sự khôn ngoan, mà tóc bạc là dấu hiệu của tuổi già. Amin vẫn thường nói đùa như vậy. Cho nên có nhiều người nói là cô nói cô học gì ở cô nhỏ này đấy. Không, Amin còn học ngay cả những đứa trẻ học lớp 5, lớp 6, lớp 7, Amin vẫn học, bởi vì chính những người như vậy cho chúng ta một câu trả lời rất
vô tư, công bằng và sáng. Thì Cindy cũng biết á, cái hiện trạng gần đây nè, mà không phải gần đây nữa, càng dần về sau, khi mà cái vấn đề công kỹ nghệ phát triển, Internet, rồi IT, và đồng thời những cái khủng hoảng cuộc sống, nó dẫn đến mỗi con người hầu như ai cũng có cái khủng hoảng. Mà khi dùng từ khủng hoảng đó, thì người ta lại không muốn nhìn cái thực tế. Người ta nói đâu sao đâu, ở xứ ngoại quốc mà cũng khủng hoảng, hoảng cái gì. Nhưng có, đâu có ai nói là tôi không lo đâu. Câu đầu câu là, trời ơi, hôm nay thấy lo quá. Nhưng cái mà chúng ta cần nhìn sâu vào, đó là trong cái gia đình bé nhỏ của mình. Và thường thường, chúng ta thường nói rằng là phải dạy cho con thế này, dạy con thế kia. Có bao giờ chúng ta tự hỏi, mình có được dạy dỗ chưa? Chúng ta làm cha mẹ, chúng ta có làm đúng vai trò chưa? Đúng đây không phải là sanh con nuôi cho nó ăn ở, hoặc là trả tiền đi học, cho đi du học, cho du lịch. Cái đúng đây đó, mình đã biết con mình chưa, đã hiểu chưa? Và cái điều này thì chắc có lẽ quý vị cũng biết, gần đây nhiều người nói tới là làm thế nào để giúp cho cha mẹ có ý thức hơn. Nhưng hôm nay muốn nhờ tới Cindy là, cái chữ ý thức thì nó nhẹ, có chữ nào để cho người ta choàng tỉnh mộng không? Dạ, chắc là phải dùng cái chữ gọi là tỉnh thức, là rất hay. Xin muốn giới thiệu tới quý vị cái chủ đề hôm nay đó. Xin muốn nói về gọi là conscious parenting, là tạm dịch là cha mẹ tỉnh thức. Mà cái cách mà để cho chúng ta trở thành một cha mẹ tỉnh thức đó, nó đi ngược với lại cái truyền thống mà tất cả những cái vị giáo sư, những sách giáo khoa và những nhà tâm lý mà đã viết ra, và chúng ta đã đi theo cái đường lối đó suốt một cái quãng đường rất là dài. Và nó đã chứng minh cái những cái con số đã chứng minh là những cái cách mà chúng ta hiểu và giáo dục con của chúng ta đó, nó không có đạt cái hiệu quả như là chúng ta nghĩ đâu. Vì để Cindy cho quý vị một vài cái thống kê để mình xem thử coi là cái hiện trạng bây giờ đó của những đứa trẻ mà nó chịu những cái abuse, hoặc là nó chịu những cái tổn thương về tinh thần như thế nào. Thì quý vị có biết đó là những cái tuổi trẻ, những cái gọi là children, là những cái đứa trẻ đó của nước Mỹ, thì họ làm một cái thống kê, thì nước Mỹ đó đứng thứ nhì trên tất cả các quốc gia trên toàn thế giới về cái mức độ hạnh phúc và cái mức độ gọi là happiness của những cái trẻ thơ đó. Thì chúng ta đứng cái hàng kế chót là chúng ta gọi là mình đứng thứ nhì trên cái mức của unhappiness, là không có hạnh phúc. Điều thì con cái, của chúng ta ở Mỹ đó đứng thứ nhì trên toàn thế giới về cái mức độ không có hạnh phúc. Ngược lên. Và cứ mỗi một trong bảy trẻ em thì sẽ có trải nghiệm về một cái sự abuse. Abuse đây không có phải là abuse chỉ về cái thể chất, mà là về abuse về tinh thần. Cứ mỗi trong một bảy trẻ em đó, thì sẽ có một em bị như vậy. Và hễ mà có một trẻ em bị abuse về mặt tinh thần, thì cái nguy cơ để mà cái đứa trẻ này nó lớn lên, nó trở nên một cái người lớn không có phát triển về cái lĩnh vực sự nghiệp, gia đình, về gọi là họ có bệnh nhiều hơn, bệnh tâm lý nhiều hơn nữa, và cái mức lương của họ thấp đó, thì cái nguy cơ họ dẫn tới những cái hiện trạng như Cindy đã liệt kê trên đó, nó cao gấp 9 lần những cái người mà không có trải qua những cái abuse. Và quý vị có thể tưởng tượng là 21% của những cái tổng số của những vị thành niên đó là chết vì tự tử, là chết vì tự kết liễu bản thân mình. Và ung thư đó trong cái số của trẻ em vị thành niên đó, chỉ chiếm có 5.7% mà thôi, nhưng mà tự sát chiếm tới 21%.
thì mình phải, đây có là những cái thống kê phải, nó phải đánh động mình, nó phải làm cho mình thức dậy là chuyện gì đang xảy ra với lại con cái của chúng ta, chuyện gì đang xảy ra với lại cái nền giáo dục và cái cách mà cha mẹ tương tác với con cái, nuôi nấng con cái, chuyện gì đang xảy ra đây, phải có một cái gì đó không đúng ở đây, thì mình phải nhìn lại. Cho nên á, khi mà có một cái vị gọi là vị clinical psychologist, là một cái vị bác sĩ tâm lý, bà rất là nổi tiếng một vài năm sau đây, bà tên là Dr. Shefali. Bà viết 4 cái cuốn sách mà nó được gọi là National Bestseller, là những cái cuốn sách bán chạy nhất trên toàn nước Mỹ. Và bà được Oprah Winfrey mời tới để mà nói chuyện về cách để giáo dục con cái. Và bà bây giờ là trở thành một người inspirational speaker ở trên toàn thế giới luôn. Người ta mời bà tới để nói về cái cách mà để làm sao để mà hướng dẫn giáo dục đứa con mình. Và bà viết một cái cuốn sách rất là nổi tiếng gọi là The Conscious Parent, là cha mẹ tỉnh thức. Mà chị An Miên biết đó, bà là một người therapist rất là giỏi ở New York. Bà ra trường ở một cái Ivy League ở Columbia. Thì bà nói và những cái năm trước đó, khi mà bà có những cái bệnh nhân, những cái khách hàng tới đó, thì bà sử dụng theo những cái phương pháp hồi đó là conventional. Nhưng mà sau này bà áp dụng cái phương pháp gọi là conscious parenting đó, thì bà mất hết clients, bà mất hết gần như là hết 2/3 những cái clients của bà đều đi hết. Vì bà nói như vậy nè, lúc trước đó thì khi một cái cha mẹ tới và nói là con của tôi hư quá, con của tôi như vậy, cô hãy giúp cho con của tôi tốt hơn, ngoan hơn, thì bà cũng tin như vậy và bà nghĩ là cái vấn đề đó nó nằm ở cái người con, và bà chỉ cho cha mẹ cái cách làm sao để mà discipline, là dạy dỗ đứa con phải ra những cái luật lệ như này, phải làm, phải cho nó những cái punishment như vậy để cho nó nghe lời hơn. Nhưng mà sau này đó thì bà mới làm hoàn toàn ngược lại, bà mới phát hiện ra là thì ra đó cái người á mà có vấn đề, cái người mà cần phải thay đổi đó chính là cha mẹ của những đứa bé này. Thì khi mà bà nói với những người client của bà như vậy đó, thì những cái bậc cha mẹ này không chịu, không lý nào là cái vấn đề là nằm ở tôi cả, không lý nào, cái vấn đề chắc chắn là nằm con tôi. Cho nên là bà mất gần như là 2/3 cái tổng số bệnh nhân của bà. Nhưng mà bà không thay đổi cái chiều hướng đó, và bà vẫn cứ tiếp tục như vậy, vì bà biết được đây là con đường đúng đắn. Cho nên bà vẫn tiếp tục hướng dẫn các bậc cha mẹ đi theo cái đường lối đó. Và sau này đó, những cái người mà đã ở với bà, đã thực tập theo phương pháp của bà, lại trở thành những cái người cha mẹ rất là tuyệt vời, mà chính họ đó là một cái người, chính họ transform, có nghĩa là chính họ cũng chuyển hóa luôn con người của họ. Vì họ chuyển hóa con người của họ mà những đứa con, những mối quan hệ của họ cũng được chuyển hóa luôn. Cho nên bây giờ đó, bà là một người rất là nổi tiếng, và tất cả những cái ngành giáo dục hoặc là những cái hội đoàn đó cho parents conference mà cái cách giáo dục về về cách dạy dỗ con cái đó, là họ đều mời bà tới để mà nói chuyện, mời bà tới để mà hướng dẫn. Cho nên hôm nay Cindy sẽ nói về cái cách thức của bà gọi là the conscious parenting. Cảm ơn Cindy. Và thưa quý vị, cũng may mắn là cách đây 2 năm rưỡi, tức là cái thời gian Covid đó, thì An Minh cũng có được một trường học đưa cho An Minh cuốn sách này. Tại vì An Minh cũng tham gia trong cái nhóm thầy cô và phụ huynh. Mà mặc dù bây giờ con không còn học trong trường, đã mười mấy năm trôi qua, nhưng trường vẫn cho An Minh một cái nhiệm vụ là để kết nối, và đồng thời cũng thỉnh thoảng cũng đến trường nói chuyện với các em, nhất là những em có những cái vấn đề nan giải của các em. Thì nhờ đó mà An Minh đọc, và khi đọc xong đó thì An Minh thấy rất là tuyệt vời. Và đặc điểm là nếu muốn quý vị nào mà muốn biết là tại sao bà viết cuốn sách đó mà nổi tiếng như vậy, từ vì nó in ra hàng triệu ấn bản được bán trên toàn thế giới, ở Việt Nam cũng có dịch, đó là Việt Nam dịch là Cha Mẹ Tỉnh Thức.
Còn bởi vì cái lời tựa của cuốn sách này là lại được Đức Đạt Lai Lạt Ma, ông đã viết lời tựa cho cuốn sách này. Quý vị có thể tìm đọc trên Amazon theo cái kiểu mà giấy thường đó, bán rất là rẻ, có mấy, có 8 đồng. Hoặc là có những cái trang mạng đó, chỉ cần trả một cái phí nhỏ là được đọc hết tất cả. Hoặc là về Việt Nam, gửi Việt Nam mua cuốn sách đã dịch qua tiếng Việt. Vâng, cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau 7 phút cho phần thông tin thương mại. Khi mà nhắc đến cha mẹ tỉnh thức thì giống như là mọi người khi mà nhận cuốn sách này khi giới thiệu với mọi người trên thế giới, mà đặc biệt là nước Mỹ, phải nói ai ai cũng rất là ngạc nhiên, vì bà là người lên tiếng nói đầu tiên là cha mẹ phải chuyển mình, chuyển hóa và phải thay đổi, chứ không phải nói là bắt đứa con thay đổi mà cha mẹ vẫn nguyên. Thì đây là một vấn đề nhức nhối, như nãy Cindy trình bày đúng đó, đó là văn hóa Á Châu không cho phép đụng chạm tới bậc trên. Nhưng chúng ta không phải đụng chạm, đôi khi chúng ta phải thay đổi. Mà nó không phải là văn hóa của người Á Châu không, mà là của cả tất cả mọi người luôn. Là vì chúng ta có một cái gọi là cái ego, là cái bản ngã của chúng ta ở trong đó. Mà cái mà làm cho chúng ta hành xử trong không có tỉnh thức á, là do cái bản ngã này nó hành xử, chứ không phải là chúng ta. Để Cindy giải thích rõ thêm á. Và trước khi Cindy giải thích thì An Miên cũng xin trình bày với quý vị là khi quý vị mà thấy những cái vấn đề mà Cindy và An Miên gửi đến quý vị ngày hôm nay, mong rằng quý vị đừng phật lòng, bởi vì đang nói tới những cái hiện trạng để mà cha mẹ cần tỉnh thức. Cho nên cũng có thể đi vào những cái phần mà góc khuất mà có nhiều quý vị khán thính giả hay là nhiều bậc cha mẹ rất là bực bội khi bị nhắc tới. Thì trước hết An Miên xin lỗi và xin phép, nhưng như là một người có bệnh đó, thì khi bệnh nào là phải được diagnose, tức là phải được chẩn đoán rõ ràng thì mới chữa bệnh. Cho nên những gì trong lúc mà chương trình ngày hôm nay và có thể những chương trình kế tiếp nói về cái vấn đề làm cha mẹ, mong quý vị đừng phật lòng, bởi vì chúng ta hãy mở tấm lòng để lắng nghe. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn chị An Miên. Lúc trước mình đã có nói đó là mình có hai phần, gọi là một cái gọi là tàng thức và một cái là thức, conscious và unconscious. Mà cái phần unconscious đó nó chiếm rất một cái số rất là lớn, nó gần như là 80-90%, nó là một cái tảng băng chìm. Chúng ta chỉ có hay biết được là 10% thôi, còn 90% còn lại là nó là một cái tảng băng chìm ở dưới. Và khi mà cha mẹ đó, mà những cái cách hành xử, ứng xử với con cái đó, là cái tảng băng chìm này nó đang hành xử, chứ không phải là cái 10% cái bề nổi ở trên. Mà chúng ta thừa hưởng những cái tảng băng chìm này từ đâu? Là từ cha mẹ của chúng ta đời trước. Và cha mẹ của chúng ta từ đời trước cũng thừa hưởng từ ông bà của chúng ta thời trước. Cho nên đây á, khi mà mình nêu ra vấn đề, mình không phải truy ra và đổ lỗi là từ đâu. Tại vì nếu mà mình truy, làm sao mình truy được? Tại vì mình thừa hưởng từ nhiều thế hệ, mà làm sao mình truy được? Nhưng cái mà chúng ta phải nhìn nhận á, là tới đây á, là chúng ta phải ngưng cái cycle này lại, chúng ta phải ngưng cái vòng tiếp nối này lại. Vì nếu chúng ta vẫn hành xử trong một cái không có tỉnh thức á, thì cái kho tàng tiềm thức này sẽ được trao truyền lại cho con cái chúng ta, và con cái chúng ta lại trao truyền lại cho con cái của con của chúng ta, thì cái vòng này nó sẽ không bao giờ được dứt ra cả. Thì cha mẹ tỉnh thức là như thế nào? Cha mẹ tỉnh thức á, là mình phải biết một như vậy, là con cái của chúng ta đó, nó là một người thầy. Chúng nó là một cái gương để phản chiếu lại những cái gì ở trong nội tâm của chúng ta, trong cái kho tàng tiềm thức của chúng ta đó. Cô An Miên, chị An Miên có nhớ là chúng ta đã nói về emotional triggers, có nghĩa là có những cái kích hoạt cảm xúc. Thì con cái chúng ta giống như là một cái emotional triggers vậy. Nó có thể có một cái thái độ này, nó có thể làm một cái việc này, và nó trigger cái gì đang tàn ẩn trong người chúng ta. Và chúng ta phải nhìn những đứa bé này đó giống như là một cái gương để cho chúng ta quay về và thấy là
à, thì ra mình có vết thương ở đây. Thì ra đây á, là một cái phản chiếu lại của những gì mà mình đang thiếu sót ở trong người, chứ không phải là đứa trẻ. Thì đứa trẻ nó có cái nhiệm vụ là nó là một cái gương để cho mình, nó phản chiếu lại mình. Thì thay vì mình nói đây là cái nguyên nhân để mà mình bực tức, đây là cái nguyên nhân làm cho mình khó chịu, thì mình phải nhìn lại đây không phải là cái nguyên nhân, mà cái nguyên nhân nó nằm ở người mình. Đây là cái mà nó chiếu ra để cho mình tìm coi là cái gì là nguyên nhân ở trong người mình. Để có một cái ví dụ như vậy. Có một người cha dạy một đứa con học, cũng là dạy nó học bình thường thôi. Nhưng mà chỉ nói một vài lời thì người bố nổi giận lên, là bao nhiêu cái bực tức ở trong người nó tràn ra. Tại sao bố dạy con có một cái nó đơn giản như vậy mà con không hiểu? Tại sao con lại dốt như vậy? Tại sao con không hiểu cái chuyện này? Thì cái đứa bé đó, nó là một cái gì đó, nó cho mình, nó nếu là một người cha mẹ tỉnh thức sẽ quay lại và nhìn coi cái anger này, cái sự giận dỗi này là từ đâu ra? Nó đã tích tụ từ ở đời nào? Tại sao mình lại có cái này? Và cái đứa con nó lại trigger, là nó khơi dậy cái đó. Mà những cái người, có một cái ông bố bị y chang như vậy và tới gặp cái người therapist, thì bà Dr. Shafali đã nói là mới tìm hiểu lại cái quá khứ của ông đó. Thì ông mới nhớ lại cái thời childhood của mình, cái thời tuổi thơ của mình đó, là bố của mình đó đã không có hài lòng về tất cả những cái gì mà mình làm. Có nghĩa là mình làm cái gì bố của mình cũng cảm thấy là mình không có tốt, là mình là một người vô giá trị, là một người là vô dụng. Thì cái đứa bé đó nó không biết hành xử cái lúc đó như thế nào, thì nó cất giữ những cái cảm xúc đó, nó cất vào trong cái tàng thức, và nó hình thành một cái gọi là một cái anger ở trong người của nó. Là hễ mà có một cái kích hoạt để cho nó, để cho nó thấy là không có một cái giá trị, hoặc là một cái sự không có hoàn hảo đó, thì cái cơn giận này nó bùng lên và nó trút lên cái đứa bé. Nhưng mà cái đứa bé không phải là nguyên nhân, tại vì cái đó nó đã có sẵn ở trong cái người đó rồi. Và nếu như mà chúng ta là một cha mẹ tỉnh thức, thì chúng ta sẽ dùng những cái cơ hội đó đó để mà quay lại, để mà chữa lành những cái vết thương của chúng ta. Thay vì chúng ta nói đây là đứa con ngỗ nghịch của mình, đây là đứa con không có thông minh của mình. Đó là một cái thí dụ của một cha mẹ tỉnh thức. Cindy có một cái bệnh rất là lạ, là từ xưa tới giờ đó, Cindy rất là sợ đi vệ sinh công cộng, ở ngoài công cộng là public restroom. Hễ mà vào tới public restroom là người của mình coi như là nó lủng bủng mà nó không thể nào. Cindy nhớ có lần mà về Việt Nam á, mà Cindy phải đi restroom, Cindy phải trả là $300 để mà đi mướn một cái hotel room tại vì nó gấp quá mà mình không thể nào sử dụng cái public restroom được. Cho nên mình phải trả $300 để mà mướn một cái khách sạn chỉ để sử dụng cái restroom, mà nhất định là không cho ai vào. Thì cái đó nó nằm ở đó. Và Cindy tự nói với mình đó, là mình không bao giờ truyền cái bệnh này cho con của mình hết. Mình không thể làm, mình sẽ không để cho nó bị như vậy. Thì khi mà cái đứa con gái của Cindy nó chừng nhỏ xíu, thì Cindy dắt nó đi chơi, thì nó nói là gì, nói là nó phải đi vệ sinh, thì nó ok thôi, mình vào McDonald's, nó đi, cái nó không đi, nó không chịu đi. No, I won't go. Thì lúc đó thì tức lắm, là tại vì thì nói là mình đâu có dạy nó như vậy, tại sao lại di truyền qua nó, không thể nào. Cho nên Cindy á là nói với nó là không sao đâu con, nếu như mà con đi đó thì mẹ sẽ mua cái này cho con, nó rất là sạch, mẹ sẽ làm như vậy cho con. Nhưng nó nhất định nó không đi, nó nhất định nó không đi. Mà cho dù Cindy có dụ dỗ nó cách nào hoặc làm cách nào thì nó không đi. Mà Cindy cũng không biết tại sao là Cindy lại truyền cái đó qua cho nó nữa. Và một vài năm sau đó, Cindy quyết định phải chữa cái bệnh này, là mình phải đối diện với lại cái sợ của mình, cái lo âu của mình. Mình phải truy coi nó từ đâu ra, tại sao mình lại bị như vậy. Và Cindy phát hiện ra đó là Cindy sợ bị anxiety, là sợ có cái người á, họ đứng ở ngoài và họ nghe mình làm. Tại vì Cindy mặc định trong cái tàng thức là cái chuyện này là cái chuyện xấu, và không muốn ai nhìn thấy cái xấu của mình, vì mình sợ là mình không có được tốt,
vì mình sợ là mình sẽ trở nên người ta sẽ không thương yêu mình, không thích mình vì đây là một cái việc xấu. Cho nên Cindy phải đối diện với cái đó và chữa lành cái vết thương đó. Khi mà Cindy chữa lành cái vết thương cho mình, không còn cái nỗi sợ đó nữa, thì một việc gọi là miracle nó đã xảy ra mà Cindy không cần làm gì hết. Có nghĩa là đứa con của Cindy tự động đã chữa lành luôn. Tại vì sao mà nó tự động nó được chữa lành luôn? Vì nó nhìn thấy hành động của Cindy là Cindy có thể đi vệ sinh ở nơi public mà không sợ gì hết. Thì nó nương theo cái gương đó và nó nhìn cái đó thì nó cũng chữa lành luôn cái nỗi sợ của nó luôn. Đó là một cái ví dụ mà Cindy muốn nói tới là mình phải quay về để mà mình chữa lành những cái vết thương trong người của mình, những cái nỗi sợ của mình bằng cái cách đó đó, thì mình mới hướng dẫn cho con của mình đi, để mà cho nó đi theo một cái gọi là nó đi theo một cái chiều hướng mà nó không có bị những cái vết thương tác động tới nó. Vâng, và thưa quý vị, qua câu chuyện Cindy kể thì chúng ta thấy rõ ràng là ông bà ta ngày xưa vẫn thường nói là cha mẹ hiền lành để đức cho con, thì cái câu đó nó mơ hồ, nhưng cái câu rõ ràng là con cái nó hay nhìn cái tấm gương trước mặt nó, ảnh hưởng nhiều nhất là cha là mẹ, những ai gần nó nhiều. Cho nên cứ mà cái thế hệ cha mẹ như thế nào, người bố người mẹ hành xử thế nào, ngay cả đùa giỡn rồi cái lối sống, cái gọi là lifestyle, thì đứa nhỏ nó sẽ có khuynh hướng nó nhìn cái đó, bởi vì xung quanh nó đâu có nhìn ai đâu, tối ngày nhìn bố nhìn mẹ. Thành ra cái môi trường cha mẹ là để con cái nhìn vào, thì nói chung có phúc nếu đứa trẻ nó mạnh đó thì nó không có giống những cái xấu của bố mẹ. Nhưng đứa trẻ mà nó đơn thuần thì nó sẽ đi theo, tại vì bố mẹ làm được là nó làm được, nó là như vậy. Còn nếu mà quý vị nghĩ tới tỉnh thức và chữa lành thì Cindy nói rất là đúng, nhưng mà An Minh thì nghĩ rằng là khi chúng ta nhìn vấn đề đơn giản, dùng những cái gì từ đơn giản, nó từ thông dụng thì chúng ta thấy nó nhẹ. Chứ giờ quý vị cứ nghĩ là cái này cũng là tổn thương, vì quý vị cứ nghĩ tổn thương nhiều quá thì chính quý vị cũng bị thương tổn. Cho nên An Miên hay làm nhẹ vấn đề, để cho mọi chuyện nó nhìn đơn giản. Và có đơn giản chúng ta làm được thì chúng ta sẽ thấy rất là thoải mái. Cảm ơn chị An Miên. Và có một cái là khi mà một cái đứa nhỏ đó, nó mình theo cái cách mình giáo dục truyền thống đó, là mình hay phạt, là mình punish, có nghĩa là con phải đi theo theo cái luật lệ này, nếu mà con không làm cái việc này thì con sẽ bị cái hình phạt này. Nếu như mà con không có đi ngủ lúc 9 giờ thì cha mẹ sẽ lấy cái iPad của con, hoặc là lấy cái điện thoại của con, hoặc là cho nó một cái punishment nào đó. Nhưng cái cách này không có hiệu quả, vì cái cách này tạo cho đứa nhỏ một cái cảm giác gọi là shaming, là nó cảm thấy là nó có một cái lỗi vậy đó, là nó là một cái yếu kém, cho nên nó mới bị phạt, nó mới bị đứng vào góc tường, nó mới bị chịu những cái gọi là mình hơi nói nặng kỷ luật một chút, là một cái kỷ luật nó nặng nề quá. Nhưng không có nghĩa là chúng ta là cha mẹ tỉnh thức, không có nghĩa là chúng ta để cho con của chúng ta muốn làm gì thì làm mà không có hướng dẫn, có nghĩa là nó wild thì không phải vậy. Chúng ta có thể đặt ra một cái gọi là boundaries, là boundaries là những là một cái giới hạn. Boundary là giống như là chúng ta có những cái biên giới, ranh giới, một cái ranh giới thì có những cái giới hạn limit. Nhưng mà thay vì mình trừng phạt đó, thí dụ như mới đầu con của mình nó vi phạm vào cái ranh giới đó, thì thay vì mình trừng phạt đó, thì lần sau đó mình sẽ reinforce lại, có nghĩa là mình sẽ cho cái đứa con mình tiếp tục phải đi theo cái boundaries đó cho tới khi lúc nào cái đó trở thành một cái tự nhiên của nó. Là 9 giờ là con phải đi ngủ, nếu 9 giờ hôm nay con không đi ngủ, mình không phạt cái đứa nhỏ đó, nhưng ngày hôm sau vẫn 9 giờ là phải đi ngủ, và cũng tiếp tục lặp lại như vậy cho tới khi nào cái đó nó gọi là cái boundaries, cái đứa trẻ nó đi theo những cái gì là giới hạn của nó, không thì... có vượt quá. Vì cái đó chỉ là một cái ví dụ nhỏ, nhưng mà tùy theo cái độ tuổi đó thì chúng ta phải áp dụng những cái phương cách tùy theo cái độ tuổi của nó. Cho nên Cindy nói đó, để mà làm một cái người cha mẹ
mà hướng dẫn con cái tốt đó, thì thứ nhất mình phải có kiến thức về cái sự phát triển của con mình. Là từ cái độ 0 tuổi tới 2 tuổi thì mình không thể áp dụng những cái phương cách này được. Mình nói lý lẽ nó đâu nghe. Đó, thì và từ 10 tuổi cho tới 15 tuổi thì cái sự phát triển về cái tâm lý của nó như thế nào thì mình phải hiểu được cái giai đoạn phát triển, để từ đó đó mà mình biết cách đặt ra những cái boundaries, đặt ra những cái giới hạn và hiểu được cái tâm lý của con của mình luôn. Con của Cindy là hiện là bây giờ là một cái người teenager rồi. Thì vì Cindy hiểu được là nó có những cái hormonal cycle, là nó có cái hormone là buổi sáng nó sẽ như thế này, buổi chiều nó sẽ như thế này và buổi tối nó sẽ như thế này. Cho nên Cindy biết cái thời gian á, và cái mood của nó khi nào mà thích hợp để mà Cindy nói chuyện với nó, khi nào mà cái thời điểm nó không thích hợp thì mình phải biết mình tách ra. Đó. Và khi mà con bé nó có những cái phản ứng đó, thì mình phải nhìn và mình thấy đây là những cái triệu chứng của những cái đứa bé nó đang tuổi phát triển. Cho nên mình nhìn nó và mình để cho nó phát triển vì nó là nó như vậy. Nhưng mà mình không có đặt thêm những cái phản ứng của mình vào trong đó. Nếu như mà cái đứa bé đó nó ngỗ nghịch, nó đang trong cái giai đoạn phát triển người của nó, cái hormone cứ lên xuống và nó rất là khó chịu, và mình bực tức với cái sự lên xuống của nó đó, thì mình làm gì? Mình đổ thêm cái dầu vào lửa để cho cái sự kiện này nó lớn hơn nữa, để cho cái đứa bé này nó lại tiếp tục phản ứng lại mình, cho nên nó cứ qua nó lại. Cái kiến thức về cái development của một đứa trẻ đó từ 0 cho tới 12 tuổi rất là quan trọng. Cho nên mình phải tìm hiểu những cái kiến thức đó để mà mình biết làm sao tùy cơ ứng biến với đứa con của mình. Không có một cái công thức nào gọi là một cái công thức one size fit all. Vì quý vị là cái người mà hiểu con của mình nhiều nhất, quý vị là cái người tương tác với con của mình nhiều nhất. Mình đừng nghĩ là mình hướng dẫn con mình là mình hướng dẫn về sự nghiệp, mình hướng dẫn về gia đình, nhưng tất cả các hành động mình tương tác với con mình đều là một cái cách mình ảnh hưởng tới nó. Từ cái cách sáng mình mặc đồ cho đứa nhỏ, mình đưa nó vào trường, mình ôm nó và nói là con have a good day, những cái đó đều là những cái bước để mà mình đang xây dựng nên một cái đứa trẻ lành mạnh cả. Vâng, cảm ơn Cindy và cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại. Và như Cindy có nói thì chúng ta biết rằng cái điều đầu tiên của cha mẹ tỉnh thức, tức là mình luôn luôn phải thức tỉnh những cái nhiệm vụ, những cái hiểu biết của mình bằng cách phải học hỏi. Và đồng thời cái mà nãy giờ An Miên lắng nghe Cindy nói là kiên nhẫn. Bởi vì thí dụ như mình nói một lần đúng không, mà con không nghe, vẫn không thay đổi, vẫn đi quá cái giới hạn, cái boundary. Và nói chung là mỗi gia đình chúng ta đều có một cái luật riêng của gia đình. Chẳng hạn như có nhiều gia đình cho con thức khuya tới 11 giờ đêm, nhưng cũng nhiều gia đình vì dậy sớm họ cho con đi ngủ 9 giờ. Cho nên Cindy cũng có nói là mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi tánh. Và nhiệm vụ cha mẹ làm gì? Luôn luôn tỉnh táo, luôn luôn có ý thức. Bằng cách nào? Bằng cách học hỏi, hiểu con. Và nếu quý vị muốn biết rõ hơn rất là nhiều thì quý vị có thể gọi vào trên đài truyền hình Sài Gòn TV 57.5 hoặc là lên trang mạng của YouTube 57.5. Thì quý vị thấy có rất nhiều những cái chủ đề mà An Miên với những vị khách mời như là giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh nói về gia đình, học đường, trường học, trường đời, rồi cách làm cha mẹ, những kiểu mẫu cha mẹ. Thì về cái vấn đề tỉnh thức là chúng ta biết là cha mẹ tỉnh thức lúc nào cũng phải tâm lý, thấu hiểu và đồng thời phải tự mình điều chỉnh lại những cái khiếm khuyết của mình để mà hòa hợp và đồng thời để con cái nhìn lên và phải kiên nhẫn. Vậy thì như vậy đó, thì khi mà nếu mà cha mẹ tỉnh thức thì con cái vẫn có được những cái lợi ích đúng không? Tiếng Anh gọi là benefit của những cái vấn đề khi cha mẹ tỉnh thức. Cái benefit lớn nhất đó là mình không có đem cái vết thương của mình tặng lên cho đứa nhỏ. Cái benefit đó là cái benefit lớn nhất. Tức là thay đổi cuộc đời của đứa bé luôn. Dạ vâng, là vì cái phần lớn đó, cha mẹ hành xử với cái đứa nhỏ đó theo những cái vết thương trong người của mình.
vì sao mình lại muốn con mình là phải lấy cái người đó? Tại sao mình không đồng ý con mình lấy cái người đó vậy? Mình phải coi cái nguyên nhân vì sao. Có phải là vì trong cái quá khứ của mình đó, nó có một cái việc gì đó làm cho mình sợ cái sự bỏ rơi, làm cho mình sợ cái hình mẫu của cái người đó, và bây giờ mình áp đặt cái đó lên trên con của mình. Thì có phải là cái vấn đề không phải nằm ở con mình không, mà cái vấn đề nó thực ra là nó nằm ở nơi mình. Và tại sao có những cha mẹ họ gọi là authoritarian, có nghĩa là cha mẹ quyền lực, là luôn muốn con mình phải thành công, có những cái high standard cho con của mình, là con phải học trường này trường kia, con phải làm như vậy như kia. Vì sao vậy? Vì sao mình lại có những cái suy nghĩ khác? Cái đó là áp đặt lên đứa con đó. Thì mình phải quay lại cái đứa con đó. Thì cha mẹ tỉnh thức sẽ là cái người quay lại và tìm hiểu coi cái gì ở trong người của mình đưa ra những cái áp đặt này. Mình có những cái lacking, là mình không thiếu sót gì ở trong người mình. Cha mẹ mình đã từng làm cho mình cái cảm giác là mình không có tốt đủ hay không, là mình phải luôn phấn đấu hay không. Cindy có một cái đứa nhỏ, Cindy biết một cái đứa nhỏ mà Cindy đã có tương tác với nó một vài lần. Thì con bé rất là tội nghiệp, là nó luôn muốn cái sự hoàn hảo. Nó làm một cái gì nhỏ thôi thì nó cũng sợ là cha mẹ không thương nó. Cindy, nó ngồi uống nước với Cindy mà nó vô tình nó làm đổ cái ly á, thì nó sợ lên, nó kêu I'm so sorry, you won't love me anymore, nó nói vậy đó. Thì cái này từ đâu ra vậy? Cái này từ đâu ra? Thì cái nguyên nhân đó là vì đôi khi là cha mẹ của mình hay có một cái câu cửa miệng đó là nếu con hư là con phải con của cha mẹ nha. Giống như là con thương nữa. Dạ, con cha mẹ không thương con nữa đó. Con mà hư là mẹ không thương con nữa đâu. Con mà không có học giỏi cái môn này là ba không thương con nữa đâu. Thì vô tình nó hình thành cái đó trong cái đứa trẻ, thì nó nghĩ là nó phải hoàn hảo thì nó mới được thương. Và khi chúng ta đó đã có những cái gọi là những cái lỗ hổng đó trong người, thì khi con cái chúng ta lớn lên, chúng ta cũng muốn nó hoàn hảo luôn nữa. Chúng ta cũng muốn là con phải có cái này, có cái kia. Là vì vậy, là vì sao? Là vì chúng ta có những cái unfulfilled needs, là chúng ta có những điều cái mà chúng ta không có thực hiện được. Không thực hiện được, chúng ta có những cái mà thiếu sót mà chúng ta muốn cái đứa con đó nó thực hiện giùm cho mình. Lấy ước mơ của mình đặt lên ước mơ của con. Dạ. Thì chung quy lại đó là cha mẹ tỉnh thức là người luôn biết quay về để mà xem xét coi trong người mình đang xảy ra hiện trạng gì. Có những cái gì đã xảy ra trong quá khứ mà nó đang hoành hành trong hiện tại, và cái đứa con mình là một cái để mà một cái trigger đó để cho mình wake up, and mình nói là ok, mình phải quay về để coi là mình cần có cái gì ở trong người của mình để mà mình giải quyết cái vấn đề đó, chứ con mình nó không phải là nguyên nhân. Đó là cái chủ cốt của cái conscious parenting là chỉ như vậy thôi. Mà nó cái hạnh phúc của một cái đứa trẻ đó, cái hạnh phúc của một đứa trẻ không phải là nó sau này nó sẽ có một gia đình tốt, nó sẽ có một sự nghiệp tốt, nó sẽ giỏi, không phải. Cái hạnh phúc thật sự của con người đó là được kết nối với chính bản thân mình. Cái niềm hạnh phúc đó là cái niềm hạnh phúc khi mà mình biết được cái cảm xúc của mình biết được vết thương của mình kết nối được với chính bản thân mình, và mình cảm thấy là mình như vậy là đã hoàn hảo, là đã đủ rồi đó. Thì cái con người đó là một con người hạnh phúc. Tại sao những cái quốc gia trên thế giới này, những cái quốc gia phát triển trên thế giới này như nước Nhật lại có cái tỷ số tự sát cao nhất? Tại sao nước Mỹ là những cái nước không nằm trên những cái danh sách những quốc gia hạnh phúc nhất? Vì những cái gì gọi là về vật chất, những cái gì mà cái xã hội này nó gắn lên một cái label, là một cái thương hiệu đó, là mình phải có nhà, có xe, có cửa thì mình mới hạnh phúc, mình phải có cái này cái kia, có nhiều tiền thì mình mới hạnh phúc. Cái đó là những cái thương hiệu mà cái xã hội này đã gắn lên cho mình, và mình nghiễm nhiên cho đó là cái hạnh phúc. Vậy thì tại sao có những cái vị doanh nhân rất là thành đạt, những cái vị tỷ phú lại ngồi trên những cái chiếc ghế của những người therapist và nói là
tôi không hạnh phúc. Tại vấn đề tại sao vậy? Tại sao tôi có vấn đề gì vậy? Lòng tham vô đáy không? Là vì những thứ đó thực sự không mang lại cho họ một cái hạnh phúc. Sáng nay thì Cindy đã có đọc một cái news. Không biết là chị An Miên có biết cái công ty Hobby Lobby không? Biết công ty đó. Hobby Lobby là một cái dạng giống như một cái Home Depot thì nó rất là lớn, một cái chuỗi đó rất là lớn. Thì cái vị CEO tên là Green David. Thì sáng nay ông từ bỏ. Ông từ bỏ cái không phải là từ chức, mà ông từ bỏ cái quyền sở hữu của Hobby Lobby và ông đưa nó vào một cái trust để cho tất cả những cái trust đó nó tự vận hành. Và ông nói một cái câu như vậy nè: Wealth is a curse. Sự giàu có là một cái lời nguyền vậy đó. Đúng. Một cái lời nguyền đối với con cái, đối với gia đình, và ông từ bỏ nó. Không, xin thì không nói là vật chất nó sẽ làm cho chúng ta không hạnh phúc, không phải vậy. Đúng rồi. Khi chúng ta hạnh phúc quá, chúng ta kết nối được với chính bản thân ta đó, thì chúng ta có thể hạnh phúc khi chúng ta có rất nhiều tiền, và chúng ta có thể có hạnh phúc khi chúng ta không có tiền. Là chúng ta có thể hạnh phúc được với mọi hoàn cảnh là khi chúng ta kết nối được với chính bản thân mình. Nếu chúng ta không có kết nối được với chính bản thân mình đó, thì chúng ta cho dù là có rất nhiều tiền cũng không có hạnh phúc. Vì chúng ta không hiểu được cái sự gọi là xoay chuyển, và cái ở đây người ta gọi là cái không phải là mãnh lực của đồng tiền, mà ta gọi đó là cái vấn đề là chúng ta không biết sử dụng cái đồng tiền đó như thế nào. Thay vì có nhiều người có tiền mà họ hạnh phúc là bởi vì giống như Cindy nói, họ biết bản thân họ muốn gì, và đồng thời họ biết cách sử dụng đồng tiền theo cái phương hướng của họ. Chẳng hạn như có những người donate rất là nhiều, như vợ của cái ông Amazon đã ly dị, vợ cũ đó, bà ôm hàng tỷ trong tay nhưng mà bà cho rất là nhiều, mà bà rất là hạnh phúc. Bởi vì sao? Bà biết cách sử dụng đồng tiền của bà theo cái cách như vậy. Vì con người trong cái con người của bà đã có một cái sự hạnh phúc rồi, thì bây giờ bà chỉ có san sẻ nó thôi. Và vấn đề là bà đã nhìn thấy những gì bản thân của bà, như nãy Cindy nói, cái vấn đề mà An Ninh muốn nói là nhìn thấy rõ bản thân mình. Mà Dr. Shafali đó, bà có chia sẻ một cái kinh nghiệm của bà khi mà bà đi qua Tây Tạng. Trước khi mà bà thức tỉnh đó, thì bà có một cái chuyến đi qua Tibet. Bà nhìn những cái vị sư ở Tibet đó, làm mấy cái mangala mà cái cát mà họ làm mandala trên cái họ bỏ những cái cát để làm lên những cái rất hoa là đẹp, rất là tỉ mỉ, cái hoa văn hay lắm, rất là tỉ mỉ và rất là công phu. Thì bà không có kiên nhẫn để mà ngồi đó để mà nhìn cái vị sư làm rất là mất nhiều thời gian, thì bà chỉ muốn vào cái ngày cuối đó bà chiêm nghiệm cái mandala đó thôi. Thì bà vào cái ngày cuối chuẩn bị làm cái lễ, thì họ làm mất kỳ công đâu vài tuần á, thì tới cái ngày cái lễ đó thì họ dùng cái tay cái chân á, họ chà nát hết những cái mandala, họ hủy hoại nó đi, xóa hết đi. Thì bà rất là sốc, bà nói là tại sao vậy, công trình mình xây dựng bao nhiêu là kỳ công ở trong này, tại sao trong một phút chốc là xóa nó đi như vậy. Thì các vị đó vẫn rất là hoan hỷ và họ enjoy lắm, họ nói có chuyện gì đâu, tất cả những cái đền đài này có thể sụp đổ mà. Cả là phù du thôi. Nó chỉ là vô thường, nó là những cái mà rồi sẽ thay đổi. Mà con người của chúng ta đó là đi theo một cái gọi là một cái labeling của cái xã hội này. Là mình là phụ nữ thì mình phải như vậy, mình là đàn ông thì mình phải như vậy, mình là cha thì mình phải như vậy, mình là một người thành công thì mình phải như vậy. Thì con người của mình chỉ có đi theo những cái mà người ta đã đặt ra cái quy định như vậy thôi. Nhưng nó không phải là cái quy định của mình, vì mỗi người sẽ chiêm nghiệm cái hạnh phúc khác nhau. Cái mà Cindy cảm thấy hạnh phúc là cái mà mình có thể giúp được cho nhiều người, mình kết nối được với mình và mình kết nối được với người khác. Mà nếu như mà cái bản ngã của chúng ta là những cái ego đó, mà nó đi theo những cái label đó, và một cái self là mình á, mà hai cái đó nó không kết nối được với nhau, thì mình lại trở nên một cái người gọi là disconnected. Mình bị mình không có nối liền hai cái nhau được. Mà chính cái bản thân của chúng ta đó là đã hoàn hảo rồi. Chúng ta không có cần phải có những cái label ở ngoài để nói là chúng ta hoàn hảo. Có những cái vị sư chỉ có ba y một bát nhưng lại rất là hạnh phúc. Còn một vị tỷ phú thì lại không có hạnh phúc, không có một cái gọi là
họ không biết họ là ai hết á, họ không biết cái cuộc sống trên đời này có cái mang cái ý nghĩa gì, mình đến đây để làm gì, cái purpose của cuộc đời mình làm gì, họ hoàn toàn mất phương hướng là vì họ không kết nối được với cái bản thân mình. Mà cái sự kết nối này nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu từ cái lúc mà chúng ta còn bé thơ kìa, cho tới cái lúc mà chúng ta hình thành thành một người lớn. Thì cái cách mà chúng ta kết nối đó là chúng ta experience, có nghĩa là chúng ta trải nghiệm cái cách mà cha mẹ làm cho chúng ta cảm thấy về bản thân chúng ta. Nếu như cha mẹ cho chúng ta một cái cảm giác là chúng ta vô giá trị, chúng ta là một cái người shameful, hoặc là chúng ta là một người yếu kém, thì mình cảm nhận cái đó là về mình. Nếu chúng ta bị cha mẹ bỏ rơi thì mình sẽ có những cái vết thương ở trong người, và mình lớn lên mình sẽ có cái cảm giác là mình luôn sợ bị bỏ rơi. Thì cái sự kết nối của cha mẹ nó bắt đầu từ 0 tuổi cho tới 7 tuổi là nó hình thành luôn cả cái cuộc đời của một người lớn sau này. Mà Cindy hay nói một cái câu là để rất là khó để mà sửa một người đã lớn, rất là khó để chữa lành cho một người đã lớn. Thay vì vậy, hãy nuôi dạy một cái đứa trẻ lành mạnh. Vì khi mà lớn rồi đó thì nó rất là khó khăn để cho mình phải phải điều chỉnh lại cái người lớn đó. Vì cái người lớn đó bây giờ cái bản ngã rất là lớn, họ sẽ không nhìn nhận mình có vấn đề. Mà cái việc chữa trị đó nó phải mất rất là nhiều thời gian, vì nó đã hình thành một cái thói quen qua một cái chuỗi rất là dài. Thì nói mà xin nói có thể là nó không có đi đúng, nó không có bao gồm hết tất cả những cái gì gọi là conscious parenting, nhưng mà nó cũng đơn giản thôi, nó không phức tạp như mình nghĩ đó. Cái conscious parenting, cha mẹ tỉnh thức, chỉ là hãy quay về và tìm hiểu về chính mình, về biết về mình. Mà trong cái hành thiền mindfulness đó, mindfulness là cái sự tỉnh thức đó, là gì? Là chỉ quay vào bên trong để mà hiểu về cái bản thân của mình, hiểu về cái nội dung tâm của mình, chuyện gì đang xảy ra với mình. Thì khi mà mình hiểu được chính mình đó, là mình sẽ hiểu được người khác, và mình sẽ biết cái cách để mà ứng xử với người khác. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn Cindy. Và như nãy Cindy có nhắc tới, tại sao một vị sư chỉ có ba y một bát mà ngài hạnh phúc? Tại sao một vị triệu phú, tỷ phú, họ có rất là nhiều tiền tài mà họ vẫn không hạnh phúc? Bởi vì cái thứ nhất, về vấn đề một vị tu sĩ thì Amin không dám luận bàn. Tại vì người tu sĩ đó, họ có một cái tâm linh, một cái trí tuệ nó khác với những gì đời mình nghĩ. Còn Amin chỉ là một người đời, và quý vị cũng là một người đời như Amin, chắc có lẽ cùng tư tưởng với Amin là tại sao mấy người giàu họ vẫn than khổ. Chúng ta đơn giản thôi, thứ nhất cái lòng tham của họ có rồi muốn có nữa. Cái thứ hai, cái trách nhiệm của họ, khi mà càng đứng trên cao, càng chức vụ cao thì trách nhiệm rất là nhiều. Và càng nhiều trách nhiệm thì biết rồi, rất là khó mà communicate hoặc là tìm hiểu cái đời sống của những nhân viên của mình. Thành ra những ông chủ hay nhức đầu và già trước tuổi, điển hình là những ông tổng thống. Nhưng mà đồng thời họ cũng có một cái, nếu họ quay về nhìn soi trong họ, mà Việt Nam hay đùa là người về soi bóng mình, cái này là soi trong tâm của mình như Cindy nói, thì chúng ta sẽ hiểu được, phải tỉnh thức. Dạ, đúng như chị An Minh nói đó, nó không có một cái, ví dụ như hồi nãy chị An Minh nói là tại sao cái người đã có rất là nhiều tiền lại muốn có thêm tiền nữa. Mình nhìn thoáng qua là nó đơn giản như vậy thôi. Nhưng nếu mà mình chịu khó mà mình đào sâu hơn nữa đó, mình đi về cái tuổi thơ của họ đó, thì mình sẽ tìm ra cái nguyên nhân là vì sao họ cần rất là nhiều tiền. Vì sao họ cứ phải đi làm như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra trong cái tuổi thơ của họ? Có thể là trong một cái hoàn cảnh nào đó, họ đã trải nghiệm qua một cái cảm giác là họ sợ những cái insecurity, họ sợ những cái thiếu thốn. Đúng vậy. Họ sợ những cái không an toàn. Đó là mình phải, cái mà mình cần phải đi về đó, là không phải là mình nói cái người này tham thôi, là họ cứ chạy theo đồng tiền, mà mình phải tìm coi cái nguyên nhân nó từ đâu ra. Mà cái nguyên nhân chắc chắn là nó sẽ nằm ở trong cái childhood, là nó sẽ nằm ở trong cái tuổi thơ. Mà Cindy cứ nói hoài về cái childhood, không phải là vì cái người lớn nó không có cái chuyện để nói, mà là từ 0 tuổi cho tới 7 tuổi đó, là nó quyết định gần hết cái cuộc đời mình rồi. Đúng
vậy. Thì vì lý do tại sao mình lại không quay về để mà mình tìm hiểu coi tại sao mình lại ra như vậy, tại sao mình lại trở thành như vậy, tại sao mình lại có những cái nỗi khổ, niềm đau, những cái nỗi sợ như vậy. Thì có quen một cái gia đình người bạn á, thì họ có 3-4 đứa con á, mà hay qua hay Cindy hay dắt, mà con của Cindy rất là thích họ. Thì mình cũng dắt những cái đứa nhỏ đi chơi chung với nhau, nhưng mà cha mẹ của cái những cái đứa trẻ này thì tự nhiên là rất là có một cái sợ rất là khủng khiếp, là cái gì cũng sợ. Sợ con mình ra ngoài bị bắt cóc, sợ nó ra ngoài bị bệnh, sợ nó đi gần nước quá thì nó sẽ bị chết đuối, cái gì cũng sợ. Cha mẹ lo lắng là bị anxiety. Đúng rồi, bị anxiety. Nhưng mà cái vấn đề đó phải là ở những đứa nhỏ, đúng không? Đúng rồi. Cái vấn đề này nó không nằm ở những cái đứa nhỏ, mà mình á, cái người cha mẹ lại nghĩ á, là mình đang bảo vệ con mình, nhưng mình không có tỉnh thức chút xíu nào hết á. Là mình không chịu quay lại và mình coi mình đang có vấn đề gì vậy, tại sao mình lại bị anxious như vậy, tại sao mình lại bị rối loạn lo âu như vậy. Vì có thể là mình đã bị một cái gì đó ở trong cái tuổi thơ của mình rồi mà mình không chịu chữa, thì bây giờ mình hành xử như vậy lên những đứa con, thì những đứa con nó pick up được, nó tiếp thu được những cái tần sóng đó, những cái năng lượng đó, thì trong người của nó đó cũng thừa hưởng luôn những cái anxiety đó luôn mà mình không biết. Rồi sau này nó truyền qua một cái thế hệ khác nữa. Rất là cảm ơn Cindy. Và mong rằng chúng ta là những bậc cha mẹ, xin đừng sợ hãi. Chúng ta hãy quay lại nhìn mình để làm gì, để chúng ta là một cha mẹ tỉnh thức. Cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện hôm nay. Chương trình Một Tách Trà xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình khác. Chúc quý vị một ngày thật an bình.